Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huỳnh Phương của Pháp TV lần đầu kể về tình yêu lệch 6 tuổi gây chấn động với Sĩ Thanh, phủ nhận chuyện dựa hơi bạn gái. Nhân dịp channel YouTube nhận nút kim cương, Huỳnh Phương công khai clip tình tứ ôm hôn nữ ca sĩ Sĩ Thanh. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với ekip của Pháp TV khi trở thành nhóm hài đầu tiên nhận nút kim cương YouTube nhờ sở hữu 10 triệu theo dõi. Tin mừng nối tiếp tin mừng, Huỳnh Phương, một thành viên cốt cán của team, nhanh chóng tiết lộ chuyện tình cảm cùng nữ ca sĩ Sĩ Thanh bằng lời công khai không thể ngôn tình hơn. Định ém luôn mà lỡ hứa 10 triệu sắp công khai người yêu nên giờ chơi luôn. Cảm ơn em đã đến bên anh, dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em, Huỳnh Phương chia sẻ. Ngay lập tức liên lạc với bạn trai Sĩ Thanh, anh đã có những chia sẻ đầu tiên về mối tình lệch 6 tuổi gây bất ngờ của mình. Chào Huỳnh Phương, Phương và bạn gái quen nhau được bao lâu và trong hoàn cảnh như thế nào? Mình và Thanh biết nhau được nửa năm nhưng chính thức quen nhau là 3 tháng trước. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là lúc đi ăn cùng với anh Ngô Kiến Huy. Ấn tượng đầu tiên của Phương về cô ca sĩ đáng yêu này. Lần đầu tiên gặp Thanh, mình thấy Thanh là một cô gái rất năng động và cá tính. Nhưng khi quen nhau rồi mới nhận ra cô ấy rất mong manh yếu đuối, cần được bảo vệ hơn. Quen 3 tháng đã công khai, có sợ bị mọi người nói là chống vánh, cố tình tạo sự chú ý. Phương cũng không định công khai vì lời hứa với các fan của Pháp TV là kênh được nút kim cương sẽ công khai người yêu nên đành vậy. Với mình thì công khai người yêu là chuyện khá bình thường, không có gì phải giấu. Có bình luận cho rằng Sĩ Thanh là ca sĩ nổi tiếng nên Phương quen Thanh là dựa hơi, câu view, mình thấy sao? Mình không quen lắm với chuyện đó vì bây giờ mình đang bận nhận nút kim cương đầu tiên của Việt Nam, vậy mình câu view để làm gì? Trước đây từng có tin Phương quen người này người kia nhưng cuối cùng lại không đi đến đâu, vậy mối quan hệ với Sĩ Thanh có thực sự gọi là nghiêm túc? Hai chúng mình đang hướng đến một mối quan hệ lâu dài và đang cảm thấy rất hạnh phúc khi bên nhau. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của hai bạn sau cả 3 tháng yêu nhau? Hai đứa mình vừa đi Phú Quốc về, đi tùm lum hết nên không nhớ rõ nữa, nhưng đáng nhớ nhất là lúc cùng nhau ngồi ngắm trăng tâm sự. Liệu sẽ có đám cưới nào trong tương lai? Khi công khai là mình quyết định sẽ tiến xa hơn, còn chuyện kết hôn sau này sẽ tính tiếp. Cảm ơn những chia sẻ của Huỳnh Phương. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.